Đây mã số 01. Hôm nay là lần đực vàng, lần đầu tiên tập xích nên hơi căng. Mình nhả cho nó, cho bé ăn đi. Sản phẩm của trà chó Phú Quốc Sài Gòn. Đây, trong lúc những cái bé mà nó đang căng gì đó, căng xích quá thì mình cứ từ từ từ, đừng có vồ vập quá. Thì lúc đầu mình cứ tiếp cận bé thì bé là muốn cắn mình luôn. Mình thả xích nơi nới lỏng một xíu, rồi cho bé ngửa đoan ấy. Rồi từ 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 mình tiếp cận không, thì mình thân thiện ngay. Chó con thì cũng giống như là con nít thôi, mình phải kiên nhẫn xíu vì mình chơi nè. Đâu, để đồ ăn mà không dám ăn. Đây mình để đi. Đó. Tại nó lạ lẫm. Đây, kéo xiết cổ quá nên mình khát nước lè lưỡi. Con. Anh đi con. Quan trọng mình phải tạo sự thân thiện với chó con, để nó thấy mình nó không phải làm cái gì đó nó đe dọa nó. Đó. Đấy không? Đưa tay không dám ăn, nhưng mà thấy ra dám ăn. Đó. Thì đầu tiên mình làm quen với chó con thì dễ lắm, cần để cho nó từ từ từ, thì giống như con nít thôi. Đó. Nó ăn rón rén à. Thì thuần một chú chó thì nó phải cần thời gian và độ kiên nhẫn. Thấy con nè. Rồi đưa tay này. Anh đi, anh đi. Này con. Anh thấy không? Đó, chưa dám mang tay mình luôn, mặc dù là thấy rất là ăn liền á. Cái gì cũng phải, nó cần thời gian. Nó thân thiện rồi á thì nó sẽ cho mình rời. Nè, đây, này con. Rồi, nè con. Khi mà nó chấp nhận mình rồi á thì mình mới nó mới mừng mình, với lại mình tiếp cận nó dễ dàng hơn. À, mặc dù rất rất muốn ăn thôi, nhưng mà rất ngại thôi. Nó rất cảnh giác, nó không đụng nhẹ cái giật liền. Đây con. Nè. À. Nó ăn đi con. Ăn đi con. Bé này mới được 3 tháng tuổi đó nha. 3 tháng rưỡi rồi. Ở loài Phú Quốc thì cảnh giác nó cao lắm, chứ không phải là dạng như chó ta mình. Nó nhưng mà khi nó giãn ra rồi đó, người nó thả lỏng ra. Ăn đi con. Đó, mình thấy không? Rất muốn ăn mà đang từ từ, thấy không? Đó, bắt đầu ăn gì ăn tay mình rồi. Tức là chấp nhận ăn trên tay mình á, là chú chó là kiểu như là nó có thiện cảm rồi á. Đó, đó. Chứ bạn thấy nãy giờ gần 5 phút nó không dám ăn, giờ ăn, thấy không? Rồi bây giờ mình sẽ làm con bạn khó hơn, là tiếp cận làm sao sờ được cho em nó. Đây. Từ từ con. Thì đầu thì em nó hơi cảnh giác xíu. Đây con. Từ từ thôi, thấy không? Nó rất cảnh giác. Đây con. Qua đây. Qua đây. Đây rồi tí. Thì khi mà nó càng phản ứng, mình đừng có dồn ép đó. Mình đừng có dồn ép nó, từ từ từ. Em nó giãn không? Thì dễ thôi. Thì mình tiếp tục là sao mồi nó đồ ăn tiếp. Em. Đây. Đây qua con. Đó, qua đây con. Mình cứ từ từ thôi. Đấy mà. Chưa chắc có đồ ăn ở lại đâu nha. Vì mấy chú chó này ở Phú Quốc, ở trại chó Phú Quốc Sài Gòn đó, thì nó sống theo cái bản năng nhiều. Cho nên nó còn lạ lẫm nhiều lắm khi mà tách bầy. Nó không như mấy dòng chó ta với chó kia thì nó thân thân thuộc lắm.
Nó sao không được, ai rồi không được, còn mấy này cảnh giác rất là cao độ. Được không? Thì lần sau mình sẽ làm một cái clip nữa, đây là lần đầu tiên mình tiếp xúc bé này nha. Thì lần sau mình sẽ làm tiếp xúc một cái clip nữa cho bạn coi là cái độ thân thiện bé này với mình. Vì khi mà nó chấp nhận mình rồi á, thì mình nó mình nói chuyện nó sẽ cảm nhận được, và hai nó sẽ phản ứng lại những cái lời nói của mình, hoặc là nó chờ cho mình rồi. Đây anh đi coi. Nhiều khách hàng cứ khi mua một con chó về thì hay bị tình trạng là nôn lắm, ở sao con chó này nhát quá, ở sao chó này nọ. Nhưng mà có một điều rất là quan trọng là mình không giờ để ý là sao mình bỏ thời gian ra tiếp cận và hiểu con chó con. Các bạn thấy không, bây giờ chủ động lại đi chơi mình đó. À, chủ động nè, chủ động lại hửi tay nè, mặc dù hết đồ ăn rồi đó, nhưng mà mình cũng không cần vội vàng, tại càng vội vàng là nó càng phòng thủ lại. À, cứ từ từ, cứ ngày này qua tháng nọ không. Cái này lần đầu tiên nha, lần đầu tiên mình tiếp xúc bé này, và bé này là cũng lần đầu tiên gặp xích nè. Nó đang ghì xích rất là chặt ngay cuốn họng. Đây bạn, bạn ơi, thấy không, được kìa. À, đó mình ra được cái, thấy không, mình ra được rồi. À, mình ra được cái này. Nhưng mà đừng thấy là nó con nào mà gừ phản mạnh quá thì đừng có rờ miệng nha, nó quất á. Đây. À, bạn thấy không? Chấp nhận là nó chấp nhận mình phần nào đó. Nó ngửi. À, cái gì? À, mình ra. Nó vẫn còn cảnh giác. Con này nó có cảnh giác cao độ nè. Đây. Đây coi, đó, mặt nó giãn rồi nè. So ban đầu. À, qua đây. Đây. À, nó giãn ra rồi. Mà khi một khi nó giãn á, thì mình sẽ có thể tiếp cận được, nhưng mà đừng có vội vàng các bạn đó, đừng vội vàng, mình cứ từ từ ha, từ từ thôi để cho em nó chấp nhận mình, em nó chấp nhận mình. À, đó đã rồi, được rồi, cứ từ từ kiên nhẫn, cứ từ từ. Thôi rồi, không rồi, thì lát mình sẽ làm một clip lại với em đó nha.